I don't know what you heard about me. Hôm nay mình thực hiện giao năm mấy nha cả nhà. Đây cái loại gấp đồ ăn hàng nhỏ nha cả nhà. Đây giao năm mấy cái này cho khách hàng. Đây sẵn rồi quay cho khách hàng thêm luôn. Đây cái loại này kẹp nhỏ này dùng để gấp đồ ăn. Cái càng này rất là chắc nha cả nhà. Đây cái sản phẩm gấp thú đây. Còn này là dành để gấp những cái sản phẩm lớn nha, cũng là gấp đồ ăn luôn nha cả nhà. Đây sẵn là bóc năm chiếc mình quay cho cả nhà xem. Đây là những cái sản phẩm gấp đồ ăn cả nha. Đây sẵn quay luôn. Cái này giờ hết, cắt đứt hết rồi. Mình giao cho anh em tới. Đây có một cơm nhà đưa lên trước lên lên tỏ nè. Đây quay video tới đây thôi. Chúc cả nhà kinh doanh thành công và vui vẻ nha. Đây tổng hàng giao quá đã. Bye bye.